Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời điểm các trường đại học cao đẳng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2016. Năm nay, các thí sinh đã có điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi mới lựa chọn đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Thời điểm này, dù đã có điểm thi, nhưng nhiều thí sinh cùng các bậc phụ huynh đã có gửi thư về cho chương trình Alo Đường Dây Nóng băn khoăn, lo lắng về việc chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và điểm thi để có cơ hội trúng tuyển ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên chương trình Alo Đường Dây Nóng. Em Đỗ Ngọc Nam, học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội. Với tổng điểm 3 môn thi toán lý hóa, em được 26 điểm và mong muốn vào trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, việc xét tuyển năm nay có một số thay đổi nên em khó đoán được cơ hội trúng tuyển của mình như thế nào. Năm nay khó khăn hơn là mình sẽ không biết được là có bao nhiêu thí sinh cũng đăng ký vào những cái trường ngành của mình. Với cả mình sẽ không thể xác định được số thứ tự của mình như năm ngoái là số bao nhiêu từ trên xuống để mình có thể tính phù hợp với chỉ tiêu. Với cả so với năm nay thì không được rút ra thì nó sẽ gây một chút khó khăn, nguy rủi ro hơn so với năm ngoái. Theo một số trường đại học, phổ điểm năm nay tương đương năm 2015, nhưng số học sinh dự thi giảm so với năm ngoái nên chắc chắn điểm xét tuyển sẽ giảm hơn so với năm 2015 từ 0,5 điểm. Vì vậy, điểm đầu vào của các trường cũng sẽ giảm nhẹ. Căn cứ vào cái phổ điểm chung hiện nay thì anh em các bộ phận đang nghiên cứu, nhưng mà cái điểm sàn của nhà trường thì chắc là nó cũng không có sự thay đổi nhiều. Các em có thể từ 15, 16 điểm trở lên có thể là đỗ vào nhà trường. Nếu như năm 2015, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nhận hồ sơ xét tuyển có tổng điểm 3 môn từ 12 điểm trở lên, thì năm nay trường có thể chỉ đưa ra mức điểm sàn ở mức tương đương hoặc thấp hơn. Năm nay thì số lượng thí sinh nếu như có điểm đối khu vực đào tạo Hà Nội thì 16 điểm trở lên thì cũng đã có thể đỗ được một số những cái ngành, và đặc biệt là nếu như mà tầm 19-20 điểm trở lên thì sinh viên có thể cơ bản trúng tuyển được các cái ngành mà mình yêu thích với lĩnh vực về công nghệ và giao thông. Năm nay việc xét tuyển của các trường có một số thay đổi, nhất là thí sinh không được rút hồ sơ hoặc điều chỉnh nguyện vọng, nên các em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển để tránh trường hợp điểm cao nhưng vẫn trượt. Để có thể nắm vững được cái thông tin cũng như là chi tiết về các cái điểm số, cái khả năng trúng tuyển của mình thì sinh viên cần phải tìm hiểu kỹ về chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường cũng như là những cái ngành nghề, và đặc biệt là để quan tâm tham chiếu đến cái điểm tuyển sinh của những năm trước, năm 2014-2015, để sinh viên có thể dự báo tương đối chính xác cái khả năng trúng tuyển và cái ngành nghề cũng như là trường mà mình lựa chọn. Để mà giúp các em, nhà trường cũng đã từ sớm là chúng đã đưa ra các cái thông tin trên trang mạng và các cái phương tiện thông tin đại chúng để các em biết những cái thông tin điểm sàn của các cái năm trước, để các em biết được là các em sẽ nghiên cứu và các em với cái điểm của mình thì các em nộp vào cái ngành nào, cái nghề nào để cho nó phù hợp theo cái nguyện vọng, và hai là nó đảm bảo cái có thể đỗ vào. Với kết quả thi phổ điểm Trung học Phổ thông Quốc gia 2016, các trường đại học cao đẳng sẽ dựa vào đó để xét tuyển thí sinh của trường. Ngoài việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với sự yêu thích, niềm đam mê của bản thân và nhu cầu về nhân lực của ngành gắn với xu hướng phát triển của nền kinh tế xã hội, thí sinh cần phải quan tâm đến kết quả dự thi. Thí sinh có thể căn cứ vào kết quả xét tuyển của năm 2015 làm tài liệu tham khảo cho việc chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Hơn nữa, hiện nay ở nhiều trường đại học cao đẳng đang có những chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp hoặc thông qua website của trường. Thí sinh có thể theo dõi thông tin qua những kênh thông tin này để chọn trường, ngành học phù hợp.